lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC đã bắt giữ tàu container MSC Aries bị xem là có liên hệ với Israel. Một trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm hải quân của IRGC đã bố ráp con tàu treo cờ Bồ Đào Nha này và bắt giữ nó. Theo Reuters, tàu đang được đưa vào lãnh hải Iran. Tàu MSC Aries thuộc sở hữu công ty Zodiac Maritime, Anh. Ông Eyal Fer, doanh nhân người Israel, là chủ sở hữu một phần công ty này. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh cho biết, con tàu bị bắt giữ ở địa điểm cách Furaja thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khoảng 50 hải lý. Khu vực này nằm gần eo biển Hormuz